Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Ngày Chủ nhật cuối tuần, mưa dông sẽ là trạng thái thời tiết chính ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc và cả Bắc Trung Bộ. Vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì mưa dông kèm theo gió giật vẫn tập trung vào thời điểm chiều tối. Cụ thể, tại miền Bắc, hai hình thái gây mưa là rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh đẩy từ lục địa Trung Quốc xuống, kết hợp với vùng hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao vẫn hoạt động mạnh, nên hôm nay ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng. Trong đó, các khu vực các tỉnh như là Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang mở sang khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định sẽ là những nơi có mưa vừa đến mưa to. Riêng một số nơi thuộc vùng ven biển phía đông thì còn có mưa to với lượng mưa trên 120mm trong vòng 24 giờ. Do có mưa liên tiếp và dồn dập trong nhiều ngày, vì vậy người dân ở các tỉnh vùng núi cần đề phòng với nguy cơ cao có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá ở khu vực ven sông cũng như là ngập úng ở những vùng trũng thấp. Do có mưa nên nhiệt độ hôm nay ở Bắc Bộ không tăng cao. Tại khu vực ven biển, các tỉnh vùng núi nhiệt độ thấp chỉ từ 27 đến 29 độ. Trong khi đó, thì các khu vực khác có nắng xen kẽ với mây nên nhiệt độ là từ 30 đến 32 độ. Từ ngày 14 trở đi, mưa giảm dần, chủ yếu sẽ tập trung ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc nên nhiệt độ sẽ tăng dần lên. Cũng chịu ảnh hưởng bởi hai hình thái gây mưa của Bắc Bộ nên tại các tỉnh phía Bắc của miền Trung, bao gồm Thanh Hóa và Nghệ An cũng có mưa rào và dông. Tại Thanh Hóa và khu vực vùng núi phía Tây của Nghệ An có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to. Vì thế, người dân nơi đây cũng cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Nằm xa hơn về phía Nam nên các tỉnh thuộc khu vực Trung và Nam Trung Bộ ít chịu tác động của rãnh mây dông. Vì thế, trong ngày Chủ nhật cuối tuần, phổ biến chỉ có mưa ở một vài nơi, ban ngày trời nắng nhiều với mức nhiệt độ dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Riêng vùng núi phía Tây, các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ có mức nhiệt đạt ngưỡng nắng nóng trên 36 độ. Điểm dừng chân cuối cùng là các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngày cuối tuần tại hai khu vực này sẽ phổ biến dạng thời tiết ngày nắng, chiều tối mưa. Thời gian nắng ráo sẽ trong khoảng từ 7 giờ sáng đến 15 giờ chiều. Ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên, trời có nắng. Mức nhiệt cao nhất ngày ở khu vực Nam Bộ sẽ tăng lên ngưỡng 32 đến 34 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên là từ 29 đến 32 độ. Đến khoảng chiều tối, gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình nên mưa dông sẽ xuất hiện nhiều. Cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, nên người dân cũng cần phải đề phòng với hiện tượng dông lốc và gió giật mạnh. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, hôm nay và cả hai ngày tới, vùng biển có thời tiết xấu tiếp tục tập trung ở khu vực phía nam của Biển Đông, trong đó bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa. Tại đây có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm thấp, kèm theo cả dông lốc và gió giật nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu tới các hoạt động của tàu thuyền. Trong khi đó, thì khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết sẽ tốt hơn, mưa chỉ diễn ra vài nơi, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Các hoạt động của tàu thuyền có thể diễn ra bình thường. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.